Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hồng Phim. Và ngay sau đây mời các bạn cùng với chúng mình cập nhật những bộ phim hay và hấp dẫn có trong ngày hôm nay nhé. Sau thành công mỹ mãn của Cầm Ichiha, nhiều khán giả đã mong muốn ekip làm tiếp phần 2 để kéo dài chuyện tình của Lục Dịch và Viên Kim Hạ. Giờ đây, nhiều tin tức trên Weibo cho biết Cầm Ichiha phần 2 đang dục dịch bắt đầu giai đoạn tiền sản xuất. Thế nhưng, Nhậm Giao Luân và Đàm Tùng Vận chưa chắc sẽ trở lại. Theo thông tin từ Khuy Khuy, Cầm Ichiha phần 2 sẽ thay nam chính từ Nhậm Giao Luân thành đàn em của anh chàng Triệu Đông Trạch. Anh chàng cũng là gà nhà của Hoàn Thủy, chung công ty với không chỉ Nhậm Giao Luân mà còn có Dương Tử, Thành Nghị. Trước đó, Triệu Đông Trạch đã tham gia một số dự án cổ chàng như Trường Ăn Nặc, Run Rẩy Đi A Bộ hay Đại Đường Vinh Diệu cùng Nhậm Giao Luân. Về nữ chính, Đàm Tùng Vận được cho là sẽ trở lại trong phần 2 này. Trước thông tin trên của Cầm Ichiha phần 2, fan có phản ứng vô cùng trái chiều. Đương nhiên, phần lớn khán giả đều mong muốn Nhậm Giao Luân và Đàm Tùng Vận tái hợp. Thế nhưng, cũng rất kỳ vọng vào sự thể hiện của Triệu Đông Trạch. Bên cạnh đó, việc Đàm Tùng Vận trở lại hay không cũng là dấu chấm hỏi lớn, vì sau Cầm Tâm Tự Ngọc, nữ diễn viên cũng chưa có dự tính trở lại với thể loại cổ trang. Bình luận của fan Trung: chẳng phải Đàm Tùng Vận bảo sẽ rời thể loại cổ trang một thời gian sau? Rất mong Lục khó trở lại, thế nhưng cũng đáng trông đợi đấy. Cũng ổn mà, nhưng vẫn thích couple cũ hơn. Vẫn mong Nhậm Giao Luân trở lại. Hơi khó tin vì khán giả ai cũng mong cặp Luân Vận. Cầm Ichiha phần 2 chưa có thêm thông tin gì về ngày sản xuất hay phát sóng. Ekip sản xuất phim Bát Nguyệt Vị Ương vừa hé lộ trailer mới với cấu tứ tập trung vào nhân vật Tiểu Kiều do Đàm Tùng Vận thể hiện. Bát Nguyệt Vị Ương dự kiến ra mắt từ 16 tháng 4. Ngoài Đàm Tùng Vận thì phim còn có sự góp mặt của La Tấn và Trung Sở Hỷ. Bát Nguyệt Vị Ương là câu chuyện xoay quanh hai người bạn thân có tính cách hoàn toàn trái ngược. Vì những khúc mắc, hiểu lầm không đáng có mà hai cô gái suýt tan vỡ tình bạn. Tuy nhiên nhờ sự vị tha và thấu hiểu, hai cô gái đã dần dần hóa giải hiểu lầm và quay về bên nhau. Trong phim, Đàm Tùng Vận đóng vai Tiểu Kiều, một cô gái luôn khao khát hướng tới hôn nhân mỹ mãn. Tiểu Kiều có vị hôn phu là Triều Nhàn, La Tấn thủ vai. Vậy nhưng anh lại không thể thoát khỏi mối quan hệ tình cảm phức tạp với Vị Ương, Trung Sở Hỷ. Điều đáng nói là Vị Ương, Tiểu Kiều lại là bạn thân. Câu chuyện giữa ba người cứ liên tục bị cuốn vào những rắc rối, toan tính thiệt hơn. Ngoài việc đóng vai Tiểu Kiều xinh xắn, vui vẻ, Đàm Tùng Vận còn gây bất ngờ khi xuất hiện trong những cảnh diễn có hồi tưởng của Vị Ương về thời thơ ấu. Nhân vật Vị Ương luôn cho rằng mình là thứ gì đó rất xui xẻo. Ngay từ khi còn nhỏ, Vị Ương đã thường xuyên bị mẹ ruột mắng chửi, đánh đập. Trong trailer, Đàm Tùng Vận xuất hiện với hình ảnh mẹ Vị Ương. Theo đó, Đàm Tùng Vận mặc sườn xám, hút thuốc, la hét ầm ĩ và thậm chí còn bạo hành trẻ em. Sự thay đổi hình tượng này khiến khán giả choáng ngợp vì không còn nhận ra nàng thập nhất nương hiền lành ở Cầm Tâm Tự Ngọc nữa. Một số khán giả bày tỏ sự thích thú khi đây là lần hiếm hoi nhìn thấy Đàm Tùng Vận đóng vai ác. Vậy nhưng vì sao nhân vật Tiểu Kiều lại có ngoại hình giống với mẹ Vị Ương? Vì sao quá nhiều bi kịch lại đổ dồn vào cô gái nhỏ trong thời gian ngắn như vậy? Liệu rằng mẹ Vị Ương và Tiểu Kiều có mối quan hệ gì hay không? Câu trả lời sẽ có khi bộ phim chính thức ra mắt từ ngày 16 tháng 4 này. Chúng mình là Hồng Phim, nếu như các bạn cảm thấy những bộ phim kể trên là hay và hấp dẫn, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh và sau đó nhấn vào biểu tượng quả chuông để được nhận thông báo mỗi khi chúng mình ra đâu mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!